Rồi xin chào tất cả anh em ha, chào anh em buổi tối ngày 6 tháng 4 nha anh em. Rồi hôm nay thì em mới về được mấy trăm cây magu nha anh em, mấy trăm cây magu. Rồi máy thì hôm nay thì có những cái lô máy này dọn đã được dọn nổ nha anh em. Đã dọn nổ ngon lành ha. Phía dưới là máy magu 26 thì chưa dọn nha anh em. Đây magu 26 thì chưa dọn nổ ha. Cái này cái nào em báo dọn nổ rồi thì dọn nổ nha anh em, còn cái nào chưa dọn thì nó chưa dọn ha. Đây nhưng mà cũng 26 là chưa dọn anh em. Chưa dọn. Tanaka, Tanaka giật sao thì đã dọn nổ rồi nha anh em. Rồi Tanaka giật sao xả hàng cho anh em luôn, 550 ngàn cây anh em. Đây em mới về một đống magu làm khoảng 300 mấy cây nha anh em, 300 mấy cây á. Magu. Rồi hôm nay thì tiếp tục lên cho anh em đầu máy anh em. Đầu máy ha, G3C nồng 36 rồi Rubin NB03 nồng 36 luôn nha anh em, TD33. Rồi bên em thì tiếp tục là phụ tùng nha anh em. Phụ tùng đủ thứ các loại ha. Thì anh em nào có chốt phụ tùng thì anh em cứ soạn to gửi qua Zalo giùm em ha. Áo nè, Kawasaki TG33, TG2425 nha anh em. Xin đi qua S20. Mitsubishi T180. TH26 nha anh em. TH26. Áo thì có mấy chục ngàn cái thôi nha anh em. Boe. Boe thì bên em có là Boe này là Boe của thằng Gobin hộp nha anh em. Boe này Gobin hộp. Boe Komatsu nha anh em. Boe Komatsu ha. Áo của thằng Tanaka nha anh em. Tanaka này là Tanaka chữ A ha, Tanaka chữ A. Rồi bình xăng. Bình xăng thì đủ hết các loại nha anh em. Bình xăng thì đủ hết các loại ha, bình xăng mới của thằng máy cắt cỏ nghe đè nha anh em. Mấy cái cỏ Nhật Bản ha. Thì anh em nào có đặt hàng gì thì cứ lên to nha anh em. Lên to gửi qua Zalo giùm em ha. Rồi lượt xăng nha anh em. Lượt xăng thì 6.500 cục nha anh em. Lượt xăng này là lượt xăng trắng nhỏ ha. Lọc trắng nha anh em. Lọc trắng ha. Rồi cái này thì 6.500 nha anh em. 6.500 một cục. Tay ga. Tay ga thì tay ga cắt cỏ nha anh em. Tay ga cắt cỏ này thì 8.000 một cái ha. 8.000 một cái. Chén thì đủ thứ các loại luôn nha anh em. Chén thì bên phần cắt cỏ bãi thì có đủ thứ hết ha. Này là chén của thằng Mitsubishi TL nha anh em. Còn này là Austin 6 khía. Chén thì đủ thứ các loại, anh em nào có đặt chén gì thì cứ inbox vào Zalo của em ha. Bộ chén là nó 35.000 bộ anh em. Chén thì 35.000 bộ ha. Tay lái. Tay lái thì tay lái nè, cầm nè, rồi bao tay thì nguyên bộ anh em. Nguyên bộ là 48.000 bộ ha. 48.000 bộ bao tay, bộ tay lái nha anh em. Rồi tiếp theo là máy mấy cái đầu máy anh em. Đầu máy này là đầu máy Rubin ha. Rubin thì là nó NB03 nha anh em, nòng 36 ly ha. Nòng 36 ly. Này thì hơi lửa ngon lành hết nha anh em. Có hơi có lửa hết ha. Rồi cái này thì bán cho anh em là 500.000 một đầu nha anh em. 500.000 một đầu, Rubin NB03. Rubin NB03 nha anh em. Rồi anh em nào chốt bao nhiêu đầu thì cứ inbox vào Zalo của em ha. Rồi Rubin NB03 500.000 một đầu. G3C nha anh em. G3C thì nòng 36 ly. Cái dòng này là dòng Genos Komatsu nha anh em, Genos Komatsu ha. Mắc in ra bằng. Rồi này thì 350.000 đầu nha anh em. Bán cho anh em 350.000 đầu ha. Genos Komatsu G3C nha anh em. G3C ha. Rồi anh em nào chốt bao nhiêu đầu thì cứ inbox vào Zalo của em ha. Cái này em lụm đại nha anh em chứ không có lửa ha. Nào có hơi có lửa thì em giao ha. Tại vì bán giá rẻ rồi, có 350.000 đầu. Rồi TD nha anh em.
TD33. Rồi TD33 bán cho anh em 700 ngàn luôn nha anh em. Kawasaki TD33 700 ngàn đầu. Còn bao đẹp luôn. Kawasaki TD33 nha anh em. Rồi nòng 37 ly. Con TD33 này thì bán cho anh em 700 ngàn ha. 700 ngàn một đầu nha anh em. Rồi 700 ngàn đầu nha anh em. Rồi tiếp theo là lô số 1. Lô số 1 là lô Magu nha anh em. Magu này là Magu 23 tum gời ha. Magu 23 tum gời. Rồi lô này thì 1,2 triệu nha anh em. 9 cây là 10,8 triệu ha. Lô này thì đã dọn nổ hết nha anh em. Tay lái là tay lái dài luôn. Chắn cỏ bao đầy đủ cho anh em luôn ha. Đầu bò chắn kẹp thì bao đủ luôn. Rồi lô số 1 nha anh em. Magu 23 gời 1,2 triệu một cây. Đã dọn nổ ngon lành nha anh em. Về anh em chỉ việc gieo bán thôi ha. Bao đẹp luôn nha anh em. Rồi lô này 1,2 triệu một cây nha anh em. Magu 23 tum gời. Rồi lô số 2, Magu 23 tum gời nha anh em. Lô này thì chế là chế hai kim luôn ha. Chế hai kim luôn nha anh em. Mấy cái dòng này thì nó hơi xấu xấu thì bán giá rẻ cho anh em luôn. 1,1 triệu nha anh em, đã dọn nổ hết ha. Tay lái dài luôn. Tum là tum gời luôn nha anh em, Magu 23 gời. Rồi lô này 1,1 triệu một cây, hai cây 2,2 triệu. Magu 23 gời nha anh em. Rồi đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ cho anh em luôn. Tay lái dài. Lô số 2. Lô số 3 là con Magu nha anh em. Magu này Magu 2002. Magu 2002 ha, tâm liền. Rồi lô này bán cho anh em 750 ngàn ha. Con số 3 nha anh em, 750 ngàn cây. Tay lái là tay lái tròn. Đầu bò chén kẹp bao đủ ha. Lô số 3 750 ngàn. Magu 22. Rồi lô này là lô Magu nha anh em, lô này thì em đã bán rồi ha, có khách tới nhà lấy rồi. Này là Magu 20. Thì anh em nào có đặt Magu 20 với 23 mà dọn nổ sẵn thì em sẽ dọn cho anh em luôn ha. Tại vì em mới về một lô gần cả 300 cây nha anh em, 300 mấy cây. Rồi lô này đã bán rồi nha anh em, đã bán rồi ha. Rồi tiếp theo thì em lên cho anh em cái bếp ga nha anh em. Bếp ga này là bếp ga. Bếp ga này là Nhật quên xài nha anh em. Này là hàng bãi của Nhật ha, nhưng mà nó còn mới như là trong thùng luôn nha anh em. Bếp ga này bao mới luôn nha anh em. Cái này thì nó có khi mà mình bật lửa lên á, khi mà mình đang nấu anh em, nấu thì lửa lớn á, khi mà cái nồi hay cái chảo của mình nó đạt đến cái độ mà độ nóng á thì tự nó hạ lửa luôn nha anh em. Nó có cái cảm biến nó tự nó hạ lửa luôn ha. Rồi cái này là nướng nha anh em. Cái này là bếp nướng ở chính giữa ha. Cái này mà nó còn cực kỳ mới luôn nha anh em, còn bao mới luôn. Đây bật chỗ này nha anh em. Bếp nướng. Rồi cái bếp này thì em bán cho anh em là 2,3 triệu ha. 2,3 triệu nha anh em. Bao mới luôn, hàng này hàng Nhật bãi ha. Nhật quên xài nên mới cực kỳ mới luôn. Rồi 2,3 triệu. Rồi tiếp theo là lô số 4 nha anh em. Lô số 4 là lô Magu. Lô này là Magu 26cc nòng 34 nha anh em. Lô này thì bán cho anh em 1,1 triệu ha. Ủa 1,1 triệu 50. 1,1 triệu 50 nha anh em. Ra bóp hệ luôn nha anh em. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè. Lô này 7 cây mà nó hết 5 cái ra bóp hệ rồi nha anh em. Rồi 1,1 triệu 50 cây. 7 cây nha anh em. 8,050 triệu. Magu 26 lô số 4. Đầu bò chén kẹp thì bao đầy đủ luôn nha anh em. Lô số 4. Rồi tiếp theo là lô số 5. Lô số 5 này thì 10 cây nha anh em. Số lượng lô này là 10 cây ha. Lô số 5 11,500. Magu 26cc nòng 34 nha anh em. Rồi lô này thì có 1, 2 cái tay lái tròn ha. Đầu bò chén kẹp thì bao đủ luôn.
Rồi lô này 11 triệu 500 anh em, lô số 5 ha. Magu 26 cc nòng 34 ly. Rồi Magu 26 anh em, lô này lô số 4 ha. Lô này là lô số 5 anh em, lô này bao đẹp luôn. Rồi cực kỳ đẹp anh em. Hỏi máy, con máy này như là quên xài anh em ơi. Trắng tinh luôn. Rồi lô này 1.150.000 cây anh em, Magu 26cc nòng 34. Magu 26cc này thì em chưa dọn nổ anh em. Em xin nhắc lại với anh em là máy Magu 26cc nòng 34 này thì chưa có dọn nổ ha. Chưa dọn nổ. Rồi lô số 6. Lô này lô số 6 anh em. Tay lái thì có một cái tay lái tròn ha. Lô số 6 anh em. Rồi 11.500.000 lô số 6 Magu 26 nòng 34. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn anh em. Rồi lô số 6 11.500.000. Lô số 7 anh em. Tiếp tục là 11.500.000 luôn ha, 1.150.000 cây anh em, lô số 7. Cực kỳ đẹp nha anh em, Magu 26 nòng 34. Magu 26 nòng 34 ha. Rồi lô này có một cái tay lái tròn. Đầu bò trắng kẹp thì bao đủ luôn anh em. Lô số 7 11.500.000. Magu 26 nòng 34 anh em. Lô số số 6. Còn lô này lô số 7 anh em. Lô này lô số 7 ha. Bao mới. Magu 26 này cực kỳ mới anh em. Trắng tinh nè. Rồi chỉ 150.000 cây anh em. Chỉ 150.000 cây. Tiếp theo là lô số 8. Lô số 8 là Tanaka Việt Sao anh em. Lô này thì đã dọn nổ rồi ha. Anh em nào chốt lô này thì em sẽ test nổ qua Zalo cho anh em ha. Rồi lô này bán giá xả cho anh em luôn, 550.000 anh em. 10 cây 5.500.000. Rồi, đã dọn nổ ngon lành ha. Rồi Magu thì ở đây còn nguyên đống anh em. Anh em nào dọn bao nhiêu cây thì cứ liên hệ trực tiếp với em ha, 0946626585. Rồi Magu 26 20 23 anh em. Rồi xin chào tất cả anh em.